Xin chào các bạn khán giả của kênh Tết Trần TV. Hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi buổi tập đầu tiên của Lý Nguyễn cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hết hạn cách ly. Hôm nay thì Lý Nguyễn không đi cùng đội mà anh đi xe riêng, xuất hiện cùng bộ thời trang vô cùng bắt mắt, đúng với phong cách sành điệu của Lý Nguyễn. Đó, các bạn thấy chưa ạ? Lý Nguyễn đã dùng chính tiếng Việt để có những lời chào đầu tiên với huấn luyện viên thủ môn Trần Minh Quang. Và ngay sau đó thì tuyển thủ người Mỹ cũng đã ra để bắt tay với huấn luyện viên Alexandre Poking. Chắc chắn là vị huấn luyện viên này đang rất vui vẻ khi ông có Lý Nguyễn trong tay, một quân bài vô cùng chất lượng cho chặng đường sắp tới. Ngay sau cuộc nói chuyện ngắn với huấn luyện viên Poking thì Lý Nguyễn đã được yêu cầu ra thay đồ để chuẩn bị buổi tập. Lúc này thì anh đã được vây kín bởi những khán giả của Thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí thì có một fan hâm mộ đã dùng tiếng Anh để bày tỏ sự ngưỡng mộ với Lý Nguyễn như thế này. Cũng thật trùng hợp khi đúng lúc này thì xe chở đội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xuất hiện. Và tất nhiên thì Lý Nguyễn không quên chào hỏi các đồng đội mới. Và đây, Lý Nguyễn trông thật khác lạ, khỏe khoắn khi khoác trên mình bộ áo xanh của Thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc áo này mang số 24, đây là số áo yêu thích của tiền vệ sinh năm 1986 và nó đã gắn bó với anh kể từ khi anh còn khoác áo của New England Revolution cho tới Los Angeles FC. Số áo đó cũng chứng kiến đỉnh cao của sự nghiệp Lý Nguyễn. Kể từ mùa giải năm 2011-12 cho tới nay thì anh đã ghi 54 bàn thắng, kiến tạo 58 lần trong 239 trận chơi ở giải nhà người Mỹ MLS, và anh là một trong 20 cái tên có đồng thời nhiều hơn 50 bàn thắng và 50 kiến tạo ở MLS. Cũng vì thế mà ở Thành phố Hồ Chí Minh thì Lý Nguyễn quyết định tiếp tục mặc số áo 24 thay vì số áo 10 như nhiều người đã kỳ vọng. Anh mong muốn mình sẽ tiếp nối thành công trong sự nghiệp trong lần thứ 2 trở lại Việt Nam lần này. Và trước khi bước vào buổi tập thì Lý Nguyễn đã dành cho các phóng viên một buổi phỏng vấn đầu tiên kể từ khi anh trở về Việt Nam. Và hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh các bạn nhé. Phải nói là tôi rất hào hứng bởi hai tuần vừa rồi quả là hai tuần rất dài và khó khăn. Và khi quay trở lại thì tôi cũng có rất ít thời gian để có thể tập luyện cùng đồng đội. Và tôi phải cố gắng hết sức để lấy lại sự sắc bén cũng như phong độ tốt nhất của mình, dù cho không có quá nhiều thời gian tập luyện cùng đồng đội. Tôi có xem qua đội chơi một ít qua YouTube. Có thể nói rằng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có một đội hình rất chất lượng, bao gồm cả một vị huấn luyện viên rất cá tính. Và tôi tin với tất cả điều này thì chúng tôi hoàn toàn có thể hướng tới thành công ở mùa giải lần này. Tôi quay trở lại bởi tôi đã rất nhớ Việt Nam và rất nhớ cái không khí mà cổ động viên tại đây mang lại cho tôi. Và tôi vẫn muốn hoàn thành mục tiêu của mình, đó là nâng chức cúp vô địch V-League cũng như được cạnh tranh và thi đấu tại AFC Champions League. Dường như không có quá nhiều sự thay đổi với thời điểm mà tôi còn chơi bóng tại Việt Nam. Lối chơi cũng như phong cách mà các cầu thủ chơi cũng khá tương đồng. Có một vài đội bóng, một hai đội bóng mạnh nổi bật trong giải đấu, và tôi thấy hiện giờ thì họ vẫn đang là những ông lớn. Và hy vọng rằng tôi cũng có thể biến Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những ông lớn đó. Tôi biết rằng mình sẽ phải cách ly 2 tuần khi tới Việt Nam, nên là khi còn ở nhà thì tôi cũng đã cố gắng tập luyện rất nhiều. Và khi cách ly thì tôi không thể làm điều gì quá nhiều ngoài việc tập thể dục tại phòng. Bên cạnh đó là đạp xe đạp, và cũng rất khó để duy trì tình trạng thể lực sung mãn trong thời gian cách ly.
Nhưng cuối cùng thì tôi đã hoàn thành và bây giờ có thể tập luyện cùng cả đội. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi phải hiểu được lối chơi của nhau và phải kết dính giống như một tập thể thực sự. Như vậy thì chúng tôi mới có thể có những màn trình diễn tốt nhất. Chắc chắn là chúng tôi muốn giành về những danh hiệu. Chúng tôi có chủ tịch câu lạc bộ và huấn luyện viên đều là những người vô cùng tham vọng và họ đều đặt ra mục tiêu là sẽ vô địch V-League và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu đó. Kết thúc phỏng vấn thì Linh Nguyễn ngay lập tức bước vào buổi tập của Thành phố Hồ Chí Minh, khởi đầu bằng những bài tập vận động. Bài tập này dường như không làm khó được một cầu thủ đẳng cấp như Lý Nguyễn. Anh thực hiện tốt và nhuần nhuyễn các bài tập của huấn luyện viên đề ra như hình ảnh mà các bạn đang theo dõi dưới đây. Ngoài ra thì một chi tiết khá đáng chú ý ở bài tập chia nhóm phối hợp thì Lý Nguyễn mặc một chiếc áo màu cam. Không rõ những cầu thủ mặc áo màu cam hay xanh thì mới được thi đấu chính thức, nhưng không loại trừ khả năng Lý Nguyễn sẽ góp mặt ở trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 2 của V-League. Rất có thể anh sẽ đá chính hoặc xuất phát trên băng ghế dự bị. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu cựu cầu thủ của Hoàng Gia Lai có thể ra sân vào chủ nhật tuần này không. Ở ngoài đường biên thì một gương mặt cũng đáng chú ý là Phan Thanh Hậu, người đang phải nghỉ thi đấu từ 1 tới 2 tháng sau một chấn thương khá nặng ở vòng đấu mở màn. Tiền vệ sinh năm 1997 thì có vẻ như cũng đang có sự hồi phục khá nhanh và hy vọng là Thanh Hậu sẽ sớm trở lại trong màu áo của Thành phố Hồ Chí Minh ở những vòng đấu sắp tới. Trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào lúc 19:15 ngày 24 tháng 11 trên sân vận động Thống Nhất. Và theo các bạn thì Lý Nguyễn có thể ra sân ở trận đấu này hay không? Hãy cho chúng tôi biết ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nhân vật rất tâm huyết với Honda Jupiter, một người mong muốn đem đến các chương trình đặc sắc.
mạc đêm đại nhạc hội Honda chúc Tết. Hành trình Hàn Quốc xin trân trọng kính mời. Năm, năm. Đây. 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 Đây